nông sai áp xâm lệnh trả thù ấy tạ tạ kẹo sai lệch bay rồi xàm sập buồn trên nào nơi thân ông ngày nay nhầm cả đáng sức bà bánh xâm đầy bần tỏ vô tạ kẹo sai sập rạm rạp xa trên nông sai áp môn nốt bây rồi xàm sập bấy các bạn xâm đầy khá hỡi cả lệ phở ống trường cuồng nơi thân ông phải ba đình đầy nông đoàn phải ra khách ta sẵn đẹ nâng đây nông vật xa nô vật xa tì đọm á tiến miền đầm rầy nâng ấy qua vầm ra hay phải hẳn nón thập bàn nòm đi khọ chì tràn rồi ống châu qua phải đầm yên vụp hì rồi tới bởi ông thật trung bám xâm đầy, bởi thua, bởi tiên, chịu vạt. Đó thì khẩu để bà này buồn tên lúc, ôi bán xâm rách nơi bởi ả rả hạt trúc vợ ông chân. Đang phạm rồi ông lúc, nè. Tạm ủ bạc đi xay để lộp miền. Thuy tế, bởi hà nón cơ bán tu bởi đầm miền bởi phì, thả bỏ bếp vợ ông đó chìm ra ấn. À đây là sao vậy nơi ẻ không sao vậy thầy miền à na thạ bên được cả sĩ thầy ba sĩ ca vi sa kha chị ta bàn nhà đầm đằng bao ao đờ nhầm vợ ông đấy sầm đai anh bên đầm miền được phía đờ phụ kê tầng ở nô miền ca nước được lực đờ bên sa sa đa cày lên nha bọc bếp vợ ông đó châm ra ơn xôn vợ ông trông sạch chiêng tự can khổng xa vật thầy đầm bầy ảnh ức rốt đòi phụ phụ chuẩn trả ơn đầm bầy chia bì cháu đầm bầy chia sức đầy sóc đòi mà nút nâng tê và đá thăng lai bệnh đầm miên vật hiệp vợ ông trông trả thà a nón bệnh chẳng nẹ chô dụ bạc nâng chạy vò thật thà cột chọc bề hành nón các bạn tự tu yoga bạn đang chơi gò bỏ bề tập miên tập hì hay có bạn bề tập miên tập hì bỏ ông trung sát diễn bút tâm nở chân chạm vị trí cần đầy nước nguyện lấy đôi khi khó sòng chân bạn mà tự phân tích tâm đầy ba đi lấy các bạn tự chu bằng lấy bề tập miên tập hì khi khó có tu su bỏ ông thà bỏ bề phong đã chìm ra ấn ta bầm non rồi bỏ đầm rầy nâng dàng ná phong cơ truông tra thà nê phí khọ tròn lại đầm rầy đi kê kê thà mình toàn đầm bầy ai bệ đầm miên bập hiệ nâng phí khọ xong nị môn chanh tờ tê kê miên bầm non nâng bạc kên nâng phai chờ chìa chân hàn sân mê phí khọ tròn lại ta lì lai cả nè chìa nâm rây để chạp chìa hay bàn phâm ra tật thà cột ở rệt rây đời chư để tật thà cột bàn đời tì nè để chân nè nè thằng lái công chùm to nâng bầm non rộp vò sợ đạch sạp nè ấy chân rôn chà mô cà phê về lìa đã xòm cú xòm tới chọ rồi tới con thì muốn tập lập mà rung chạm về từ lía đo từ ngày xài nó tiến còn nơi mình giúp tiết tử nằng nằm đây các bạn từ vùng mồ phải chờ miền chê miền miền khnol miền tôm tôm màu cô xài lắm thì thọ pram rồi ông đùm tiếng pre hẳn non pre thì miền ở phía trung sau trung chăn ở ông phải chờ đầm đầy nữa nằng thầm đây bạn phải kênh đó chăm ọt ọt đi rồi tới các bạn đi muốn chênh màu chân tới đầm rấy các bạn chun đầm nà đó cái này là xóm cua nâng đầm rấy tự bèng bệnh đầm yên vật hiệt tự bèng tiệt thì khóc và tu su và ông bọc bếp và ông đó chìm ra ấn ta bầm non đầm rấy nâng cực dàng nà mình đây bị khóc thật lại sự đặt tâm đầy nè cực ai thì khó chẳng lại đi muôn tới cho tại mình ai tập thả cuộc tới tê chẳng ai tập thả cuộc nơi bần to tiên bán bệnh đầm miên phía và ông trung trắc tới căn tâm đầy thả mình yêu ta đi lại cả
ទថាគតធ្វើដំណើរទៅលើកនេះគឺមិនបានពេលត្រឡប់មកវិញទេហើយទថាគតត្រូវទៅលើកនេះឯងណែមនីលដំរីឈានក្តីវិបស្សនាក្តីមេផលក្តីមិនអាចបានសម្រេចដល់អ្នកក្នុងជាតិនេះឡើយដូច្នេះទថាគតនឹងត្រូវទៅក្នុងពេលលើកនេះ ពេលនោះដំរីស្រាប់បានយកប្រមោយលូកក្នុងមាត់ស្រែកហើយយំហូរទឹកភ្នែកព្រះរាមាភិយនឹងពីកោះសងក៏ទ្រង់ស្ដេចយាងនិមន្តចេញទៅដល់ទីកោចរបស់អ្នកស្រុកព្រះអង្គក៏ខត់មនាលដំរីអ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅទៀតបានទេអ្នកជូនដំណើរទថាគតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះទីកន្លែងតតទៅ นั่งเมียนอันตรายดอนเนี่ยพระองค์ก็ตรงสลายเยี่ยงเต๋อดำไรนั้นในโชยมสำลังเปรียดเมียนอภิเษกพอดกระตุยพเนจรุกเมื่อเปรียดเมียนอภิเษกมันเคยก็ใบตรงสลับเต๋อนะสลับตั้งเป็นนั่งเต๋อนะปมนองดำไรนั่งจังขอดพระองค์ไอ้กวงเนื้อมวยอังตีด ประมาณสามปุตนั่งจังในปมรายพระองค์ระหดอชีวิตกิดจังนะเปรตเมียนเพียพระองค์ตรงเฉียบเนาะแล้วพระองค์อัดในตรงสระเยงเตยแทนจังตราธรรมมันเวลตลอดมาเวงเตียนเนาะมีจำใบขนมเจ็ดก็สลับเตยก็เกิดเจตเตวบดในขนมทานตาวตันเมียนเตปอับซอมีปอนนั่งมีปอนโดยชวาแต่นะปันแต่ บางบอลชราเนาะแต่ตามตำนายเรื่องนั้นสวายครรภ์ปเกณฑ์ตะขมุมบ่อองดำไรบานบำราสอบครบกิจการเงียชราเนาะเพราะเจ้าปานิสัยในเปรียบรมโพธิสัตว์นั่นเป็นดำไรปาริไลนั้นในขนมอนาคตะวงนั้นบานสมแดงดำไรปาริไลยกะนี้เจ้าพระโพธิสัตว์ นังอนาคตะวงนั้นคือพระองค์สมเด็จปราบเปรตไรบดคือนังศาสนาในเปรตสมาสัมปุตกะเกาะสันโธนำไรปาลิลายกะนั้นเกิดจิตสดจ้ะยันตรงเป็นเนียมธาตุมหาปเนตเตะนังการนับบันจัดใจเอาเมียน เนี่ยดตีนังไอ้ชวยรกรัตนะเซียงเซียงเต๋อต้องการเนาะเนี่ยได้แต่ชวยรกรัตนะเซียงเซียงตามกำลังฤทธิ์นั้นกับบ้านชูบนังเปรตสมาสัมปุตไอ้กับบ้านนำดำนังนั้นมากราบตูดอลเปรตเจ้าจักรพรรดินั้นเจ้าจักรพรรดิต้องเชิดทลานังเปรตสมาสัมปุตนะบ้านลือดำนังโดยเฉพาะก็ ตะเกลในสมบัติจะนั่งเองเอาดอเนี่ยได้บานมาปรับตำแหน่งเนาะด้วยบานเทิดดำเนินเตยน้องกาได้เทิดดำเนินเตยเนาะเมียนบุ๋มน้องจ้องบุเจียเจียซาเวะหรือบ่เปรียสมาสามปุตนะมันตอนดอกบานเตยจูปองพองกล่าวดามเชิญมาดามนั้นอาทิตย์ทาน เปรียสมาสัมพุทธพระองค์ตรงตรัสดังแรงทองโลกเน้นส้มอ่อยเมียนอัฏฐบริคาบริคาเตียงผมใบนั้นประกอบดอกชมพระองค์น้องเปนุเปรียสมาสัมพุทธพระองค์ตรงเฉียบตรงเฉียบปีกาเกิดตัวมหาปเนตเตะได้เจียเปรียพระองค์โพธิสัตว์เนาะพระองค์ก็บาน สมัยปุถีนุเพียบเนี่ยนะเอาเมียนบริคาเตียงคนใบนั่งมาประกอบจมพัวเปรียโพธิสัตว์เนาะโพธิสัตว์ชิเรทลาดอกไกรเลงหยับใหญ่นั่งปุถีนุเพียบดังทานนี้คือจีอานุเพียบตัวบอเปรียสมัยสามปุถัยกับบานตรวจตรงในไตรเจวอนั่งเองตรวจตรงในบริคาบอสามันนะน้องเป็นเนาะตัวบาน นิมนต์บรรดาบาทนะตั้งจัตตบุหตุจิมปัวเปรตรัศดามนต์บรรดาบาทบานจังหันจังใจให้เมียนกายจิมราอินปรบานนอม
bạn nẹt đây từ nằm nơi rất là nặng và thọ nó bạn chụp nó vừa phụt nó bạn nằm vô và tập vào phở ăn mà để phở ăn trung phở tiền làm bị côn là bao vừa phụt thay trung phở tiền nơi aram cam mà thà phụt nó bạn nằm vô và tập vào phở ăn mà để phở ăn trung phở tiền làm bị côn là bao vừa phụt thay trung phở tiền nơi aram cam mà thà xem xem nhé để rì rì chia nó bạn triệt cho ba thà vừa phụt bạn trả mến hay riêng nơi vô bút tà vá chân nạn nắm nếu bê nì môn bê nà bát nâng rồi tới gặp chìa diêm bàn xâm rạch chiến đến bàn xâm rạch chiến rồi tới bàn đo tới áp hình nhìa tiết nào bàn hò mạc chù bê xâm mạng xâm bút chìa ông chạy cả cổ sân thố đến nơi nông phát tạc cặp nâng bê xâm mạng xâm bút tì mùi nông phát tạc cặp nâng bàn xâm đạp ra thố bàn xâm đạp ra thố hay nơi nông sự cái đây này là nà cả tạ Phật tử vong nó ban bôi chia chỉ vết phai đau và thua tiệt phòng nằm hay chia ô bà ni sai này bệ bà rong bồ đề sát là bệ sư ma sam Phật và ông trung ra chia co thà nằm ban chia bệ sư ma sam Phật nằm cặp cày nằm ô bà ni sai chia bệ bà rong bồ đề sát miền màu trắng ban xung bấy ca chia tầm rầy ba lì lầy nâng có chia thoa nâng bệnh sâm mẹ sâm bút bệnh sâm mẹ cụ đâm bà rong bà khu bòm ra nâng bòm ra bóng đôi tay chơi bàn sạch đạp màu nô nâng đi bà rong âm bì bệnh sâm mẹ sâm bút nguyên đời đòi khi cậu sống thương sạch đại diện tự cần vật chết tập buồn trên nâng bây ba đi lại nó cứ nơi rồi viên phơi vì nó cô cao sầm pí mà nó cô sao vật thấy thế nữa được chứ và ông trường sẽ đại chiên một căn nó cô sao vật thấy chỗ tập căn vật chế tập quần nâng có bàn tập tu nơi cái đấy chỉ là vì bút bỏ đi sập sập cục nông cả nó bị khó đại chúc này nơi anh được cua cao sầm pi nắng các bạn chỉ đẹp tầm nắng thắp rạng trường quang nơi ai vật chết tập quấn có nón nhẹ tay bị khâu đại chúc này nắng bạn đăng khâu này rồi phiền này bị chúc này to từ tiết ở trên hàn chăn mình chẳng chọc chúc ha nón nhẹ tay rồi xôm cả mặt tu còn từ lư tầm nắng tha bị khâu trong cao sầm pi đại chúc này nắng nhi môn tới bệ chi và bát bát sê nệ tị cao sa chạm vị thiên là ca khọt nói vị khọt năng nhi môn tới từ mình trời ca ở vị khọt đây mình sẽ đáp ở vạt tập bọ bệ sát sát đa buộc nong sầm nạ phở ông ấy mình sẽ đáp ở vạt phở ông mình trời ca ở vị khọt năng châu nong là cô bọc luôn này ấy có bạn tự tu bệ chi có bạn khọt à có bạn tới tu bệ sư ma sam put cho ông cha bệ sư ma sam put bảo ông ta truồng khót bệ chi nè khót bệ chi tha cầm ơi rìa riêng thì khọ từng ở lại pro sát tai chỉ bị khọ miên sơ gần tai tha bị khọ từng ở nốt chiu nong chìm luôn ai mình sẽ đập bể rồi bỏ tất thà quật khăn ông bể nốt tai lấy đăng khlu này mà sông tham à tốt tất thà quật bệ chi nâng các bạn chặt chay ở vị khẩu nâng niệm vốn tam bẩm nòng máu ấy buộc mốc mà robot chết được vốn anh ta tập bên chặt vị thiên là ca khọt tiết ở châu nông vật ấy lừa đập vị khẩu chuột nè ở châu nông vật ấy bạn tự cạp tu bệ đà miên vật phi tổ ông ta trường ra nâng anh ta tập bên thả cùng ở khọt vị khẩu niệm miên sơn lai lúc gần để chuộc nia đế tại có chưa bị khọ niệm miên sơn rụp vào ông nâng và bà nị muốn thầy bút bò để sát nâng nhiệt nhôm ba sọ ba dị ca nâng tu su để miên thi rồi bị khọ để chuộc nia chừng ôl mốc lốp ôl lục anh buộc nông sắc sana ập đập ở bệ na bệ sâm ma sam bút chừng ôl mốc đây vật tu tu xây tu sai tinh để gọt nâng đó vì khẩu chẳng ổn nên có ao mục xìm dòng chọc
ហើយក៏បានចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាមាធិបតីសូមខមាទោសសូមខមាទោសណាសូមខមាទោសព្រះអង្គសពគ្រប់សូមឲ្យព្រះអង្គនឹងអត់នៅទោសឲ្យតាមដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជាបុគ្គលល្ងងខ្លៅជាបុគ្គលមិនឆ្លាតមិនឆ្លៀសនឹងសពគ្រប់ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់អត់នៅទោសនោះឲ្យហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនុស្សពិខោកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើនៅការបែកបាក់គ្នាក្នុងសំណាក់នៃសង្ឃយ៉ាងនេះព្រោះតែមិនស្ដាប់ពាក្យតថាគតនឹងដូចទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅពជាដកដូចដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយទៀតទាំង ទីខីតេកោសលជាដកនោះព្រះអង្គសម្ដែងទៀតលើមុនសម្ដែងច្រើនលើកហើយនៅក្នុងកោសំពីហ្នឹងហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គសម្ដែងទៀតក៏ជាការសម្ដែងរឿយៗដើម្បីជាការពិចារណាឲ្យដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងឯងកុំឲ្យមានការចងពីវេរានឹងគ្នា ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅរឿងនឹងទៀតហើយរឿងនឹងមានពុស្សដានៅក្នុងវិន័យ3ដកខ្មែរយើងភាគ8ទៀតណាក្នុងមហាវគ្គណាព្រះអង្គមានសម្ដែងពីរឿងពីខោក្រុងកោសំពីនឹងរហូតដល់មានបជាដកនឹងនៅក្នុងបីដកនឹងមានវិញសេចក្តីនៃរឿងនឹង គឺក្នុងកាលនោះមានព្រះរាជានៅក្នុងនគរពារាណសីក្នុងដែនកាសីព្រះរាជានឹងជាអ្នកមាននាមានសម្បូរទ្រព្យច្រើនសម្បត្តិនោះក៏ច្រើនពួកពលនោះក៏ច្រើនសត្វពាហនៈនោះក៏ច្រើនមានដែននគរនោះក៏ច្រើនជាចំណុះ ហើយនឹងមានជំងឺរកមានឃ្លាំងនឹងពេញបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯចំណែងព្រះជាទីខីតេក្នុងដែនកោសលគឺជាព្រះជាខ្សត់ខ្សោយមិនសម្បូរទេនៅទ្រព្យសម្បត្តិពួកពលពាណៈដែននឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឃ្លាំងក្នុងជំងឺរកអីនឹងមិនសម្បូរទេក្រខ្សត់ទេហើយ ក្នុងកាលនោះឯងគឺព្រះជាក្នុងនគរពារាណសីក្នុងដែនកាសីនោះក៏បានលើកតបវិញមកច្បាំងជាមួយនឹងព្រះជាដែលខ្សត់ខ្សោយក្នុងដែនកោសលនេះដល់អញ្ចឹងព្រះជានៅដែនកោសលនឹងបានពិចារណាដឹងថាយើងជាស្ដេចខ្សត់ខ្សោយពួកពលអីតិចតួចហើយព្រះជា ក្នុងនគរព្រះរាជាដែនកាសីនឹងជាព្រះជាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានពួកពលពាណិច្រើនអញ្ចឹងព្រះជាក្នុងដែនកោសលជាបិតារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទណាទេក៏ភៀសខ្លួនចេញអំពីនគរនាំអកំហេសីនឹងចេញអំពីនគរទៅ ក៏ភៀសខ្លួនទៅអញ្ចឹងព្រះជានៅក្នុងនគរពារាណសីហ្នឹងក៏បានមករឹបអូសដំដើមទ្រព្យសម្បត្តិពលពាណិជនបុត្រទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងជង្រុកក្នុងឃ្លាំងអីទាំងអស់រឹបអូសយកនគរយកដែនកោសលហ្នឹងទៅចំណែកព្រះជាក្នុង ដែនកោសលនោះដែលព្រះនាមទីខីតិនោះណាទីខីតិកោសលនោះក៏បានភៀសខ្លួនចូលទៅនៅនឹងនគរពារាណសីនឹងដែរប៉ុន្តែនៅខាងជាចុងនគរនៅនឹងផ្ទះស្មូនឆ្នាំងហើយតុបតែងខ្លួននឹងជាព្រះពាជ្ឈៈមិនឲ្យគេមើលស្គាល់ទេនឹងហើយក៏បាននៅជាមួយនឹងស្មូនឆ្នាំងនឹងទៅ ធ្វើជាអ្នកកំសត់ក្នុងកាលនោះអាកមហេសីនឹងក៏បានទ្រង់គួរឡើងនឹងស្មូនឆ្នាំងនឹងក៏មានគួរទៅគួរនឹងក៏ចាស់បន្តិចទៅក៏ចាញ់គួរ
chẳng nâng cứ thả chẳng khơi con tóc bà gọp tà đòi ông buồn xin nà bà gọp tà đòi ông buồn hay chẳng xaoi nữ tức liêng bà khăn bà bán tu sĩ kỳ đầy nít đó bà sva mây đó bà chìa có bà nông vò thả ta dân nâng tập bàn xin nà bà gọp tà ông buồn mà bà bán tu sĩ kỳ đầy nít đó bà sva mây đó bà chìa có bà nông vò thả ta dân nâng tập bàn xin nà bà gọp tà ông buồn mà bì ná bà dân khóc sọt dàng nít nốt tập bàn tập liền về khăn này ná đầm bay mà sao ấy nâng chân tới thấy mai sấy các bàn phô tha bà ông ấy bờ nhà mình cha mình bàn khơi nơi sườn na bà có để ông buôn nâng tập liền về khăn sao ấy thế bà có chỉ sập ha bà có chỉ ở phía trên ha bà để chế cần nước để lực khơi đó bà rào hết để sập chỉ sầm lạnh bà rào hết rồi bóp bà để chế nông ở cua bà để nó sấy nó thế ai thóc chi sầm lạnh nên thế bị mồn màu các bạn non sẽ cái đây này ấy từ bắt đầu bắt đầu hết nước anh giang ná cái giang nên tới là nắng bờ mình từ tế bờ mình chui tế mai xây nâng off về chuồn các bạn từ chút nâng bắt đầu hết rồi bỏ về chia đây chia bạch trà mệt nữa các bạn tới bắt đầu hết đứng chặt đỏ thế nằm chặt đỏ nên có chỉ cả sắc xa vì rừng chất chỉ thăm mấy chiếc nâng đề dân lùm bạc đăng ná chất được bỏ mình ốm ná chết nâng chẳng về ai mệt mọt tròn nâng ấy miền cả khó bọt chất khá này từ tam sự hiệp này này chất để về miền cả vị chất từ đời xăm dụt từ thua nâng vị chất từ đời phải chạy xe xế nữa về ai thơ ai chất nâng anh bắt đầu phát bị ca smart trăng từ chỉ riêng khắp bọt nía nè cặp bàn tay về ai miên ca smart trăng chỉ mùi nâng mệt phe thầm lặng anh chẳng đài thực hiện này chất nâng cứ chỉ niệm một phố để bị chất từ đời bật cháy ấy quân cha nhiệt nhôm nhầm cả nay bác có miên chất không chỉ vật rồi ngày nâng chỉ thầm mà chết đầy miên ca tạ tay cho đôi bà chạy cho làm giảng đôi à rõm đôi xăm dụt tật hố nâng cho đôi úp bình ích dạp bà chạy nâng để ai cả đơn tôi chỉ thầm chỉ cổ xoa là chật cái đấy chỉ ăn cổ xoa là chật cái đấy nâng chỉ vì bạn cái chất đầy miên ca phụ bật tư đôi ca khơi như rút lưu xâm lên thông khlân đăng rô đăng phát hợp cái đấy sự hiệp này chặt chẳng ăn nữa, chỉ tùy tăng này sẽ tệ rồi lật rưỡi rưỡi thế, nằng đang đại chỉ vật rồi nới có chập tệ tôn nằng chặt về nhiên nằng đàn nằng ắt miên chỉ vật ấy chỉ sập chỉ bực cơ chỉ tu khôn dương đầm bay nằng thả khăng khá mòn tom đại khôn ai thế về chập chấm bẹ nằng chặt về nhiên nằng và chặt về nhiên nằng trời rồi luật bạch ắt tới chỉ vì tận trí nâng cơ trâu rồi luật trâu đách tới chỉ mùi nâng chất vì nhiên nâng đài nâng chỉ ca xâm đại ở khơi thả vì ọt miền ấy chỉ khuôn dân xê nhầm phí chất vì nhiên đại bởi bật tư rõ ngay đi thế đại chỉ ca ruột nục ní cứ chỉ ca ọp rung dùm ràn bà nhà đầm bấy cắt bần thói nơi lô phẹt tư xạ mô hạ nông chỉ vật chỉ bần đá tiến chỉ bà đệ bà tìa bà phát bà chia nông ca lê kỳ lệ bởi mình giang đi tế cứ mình ai cắt bằng thói nơi lô phê tô xạ mô hạ ba nê tại cả nà nơi miên dịch đây bởi căn thả khuôn dương nó về miên mên tên chẳng tới về nơi còn vô nông rương vì chẳng ơi rương vây vây tam bầm non rồi bỏ dương để dương cực chẳng phong bạch thân à nâng mau bì xâm quá khơi cho về miên khuôn dương chẳng mà hỏi bây giờ phải cháy nó mà miên dịch đây còn vô nó về miên ca ca tục nâng hay về đại miền sẽ chơi để xong tam bầm non bạch thân à dân chọn ở côn chía bao bìm chía dân chư hay bây dân chơi để chọn ở chia chía việc việc thay mà sẽ đây tốt còn vơ rồi bao dân chỉ mày ở nắng từ mùi tiệt chọn ở rương lấy tiền chơi hay việc chơi để tập tam bầm non ấy là ngày nào ở tiền chẳng ban thờ rương sầm khăn đẹp than vì pasana ní trời khơi
xung bay niệm mà thôi để đăng thương nốt nốt về mình men chỉ tu luôn giờ ni anh chỉ và đại Phật tì chỉ ca chấm ra nơi thua đầm bấy sự đây ngọc rồng ngọc nơi chật đầm bấy cặp mình thói nơi vậy vậy đây về mình xong tam bầm non đâu nè thấy có mình chỉ ca chiro chiro nơi nông rương ấy để xong tam bầm non đâu đấy mình vùng bên mà đấy trời o chiro chiro từ nơi nông rương để xong tam bầm non đâu thế pru việt thật nơi nông ca prai pru ra hồn xung bấy ngày nâng bàn nơi rương chỉ ti bình chất có phần tái về ai prai phạt đồ tư chìa ca mình bình chất dạng nào dạng ná chẳng kia chìa cho bạp thông mà chết đầy bởi bởi tư chìa thông mặt đà nâng bàn trâu ọp rung chùm ra anh bà nhá ôi chất nâng ấy miên sầm ma tự thế ôi miên bình lưu vàng lá chìa bị xét ôi khơi thà vì ở miền chỉ từ luôn không chỉ vật về chạm ngày ni tế vì miền rút và thua năng niệm mà thua tập phần nọ năng đường chật năng để dừng sập hướng có trời sập xà ở khơi thả vì miền ca tạ tay cho đời về chạy về trời smart trăng đôi chỉ vào hết rồi vào về chia là cô về liền là xây dựng miền ca chỉ ca smart trăng chỉ mui khnien năng sầm lạnh năng chỉ mui khnien năng sầm lạnh anh em đào từ về miền hai về chạy đầm bay ở smart trắng cứ sập hiệp này chặt chỉ bỏ ra mát thế tại giờ pol đòi bảy nhát tháp vào hết nên quật smart trắng phần tay sập hiệp này chặt để bật đầu thế đại vừa bật tới pro về miền ca tạ tay giờ đòi open đi giờ phải chạy máu về tới smart trắng chẳng thể phần tay bơ sân chỉ về miền hai về chạy để tới ao không bật nâng mệt sầm lang nữa nâng tháp vào hết smart trắng giờ mày à về tới chỉ riêng vào hết mình smart trắng nâng mệt sầm lang bả đó anh đang về nơi lưới chặt nâng hai về miền vào hết ai nạp xe anh tiếc làm bấy thôi ao thạc chỉ khôn anh chỉ nè smart trắng bật bật cất về ở miền đi chẳng vào hết nâng quật bàn đập tầm năng nâng chẳng tới cất xong khơi mai xây xong ơi tu còn cốm nâng bàn khơi mai xây bóc bóng bề chia ti khi tệ cao sáu các ban bằng hai mà hai sấy đào bào hết chia sầm lành bào hết con để khơi lớn các ban pol bay đón thà bề chia khăn là cua cao sáu cát lang hai nó bề chia khăn là cua cao sáu cát lang hai nó pol lần bay đón cứ ban đăng lễ thần nặng rồi bò nè mà hai sợi nó đâm thật trung cua nó cứ thả bớt để nơi nông cua nó cứ chia bờ địa chia tới cột trung nông nô cua cao sao nó giảm bớt bậc cật sầm bấy bên nông nô cua cao sao nó tới bờ địa chia nô cua bờ địa nó xây rụp ô chẳng na cả đói tới bờ địa chia nông nô cua cao sao nó cứ tăng được nông cua nằng bảo hết những chiếc mây đăng chăng ạ rồi tới thà sôm ơi bờ ông nằng bờ mai sợi công prui bờ tì ấy ngày sai nằng bàn tuột khơi nhảy hai xây nâng đầy miên bầm non chọn khơi như thế nào và cọp đầy ông buồn nâng cứ chọn khơi như bê bật và hiểm tiết nào mình khơi bê ngay bê là nghề ấy thế đoàn chân tới bảo hết cả bán từ tu bà rìa chia thà khi mà ông bán khơi nâng nì mít nó dàng nào mình bán khá đạp tu đó bà rìa chia tế bần tử xung ơi bà rìa chia nâng riêng chọn thế nào và cọp đầy ông buồn nâng bê bất bật lâm nâng hay xong ấy bảo phụ chuẩn nó liêng nơi bật hành bởi địa chí sạp bịa vào hết và đào hết nâng cột phụ cây và nâng thóng chóng bởi địa chí sạp sắp rụp từng ngó và bán tra bằng cọp bình chí ai miên ca rịp chóng nơi xảy ra và có bởi ông buôn ai kê liêng bật hành ấy tam bịa vào hết tới chẳng tới bởi chí chuẩn cả bàn mơ xảy ra và có bởi ông buôn nơi bật bật lâm nâng hay xây là bảo vệ bề chia khi nông được cua cao sao nước và ban khơi bồng bắt nơi chìm non nâng chân tới thêm chẳng ban sau nơi tức liền và khan nơi tiệt nàng đòi u bay được bó và đào hết chia sầm lành đâu nàng nơi chỉ sọc sàn to tới hai cọ bán và sốt bọt màu đại chúng mua thả tí khê vụ đại chúng mua tí khê vụ của mà cái chìm ra anh thông chân tới có kết khơi thả cái nô ngày cai cái đăng bề chia chia bạch cha mệt nâng đăng
chẳng nâng mà sầm lạp dân thằng bầy nè được chứ nè cầm ơi cô nâng nâng chờ mùi ấy gặp bạn riệp chấm bình chú nơi cô trên cây nó trên cây nó cô nâng gặp bạn riêng chùm nè xa là xa thằng cây nó cô nâng ấy chết đăng bạn riêng xa là bạc vị chia sập rục cây màu nâng ấy chiên cặp sọ nó chết chiên cặp sọ nó cứ chỉ chiên đặt cái robot ri chia nông nô cô cao sọ nó tì khi tệ cao sọ đại chia bảy đa robot ri bầm bồ đề sát nó cao đại cật cao đại bảo ông đại khục khôn nô cô nó cứ tham miên miên chiên cao cặp chiên chiên cặp sọ chiên đặt cái chiên để sầm đạp cào bục ngọt bục chùm cà ấy đòi bà rìa chìa nấm đòi từ bà rìa chìa nông nô cô bà rìa nở xây nâng tới tình đa âm cổ rộng nô cô cao xo nấm chiên chiên cao cắt nấm cọp bán chùm nóc chọc chô chùm mùi nấm bà rìa chìa nô cô bà rìa nở xây rồi tới chiên chiên cắt xo nâng ấy cọp bán chuốc nâng bà rìa chìa rồi bọc luôn vì một nô bà chia đại chia bảy đa bà rong bồ đi sát nữa nè đại chia bà chia rồi bọc luôn vì một vấn đề lớn ấy bà chia ruột chân vì là cô dân tới cọ bán nơi phòng ra bà chia nông được cô bà nó xây nó là bàn chú đó là bàn chú vô nè bà chia cạp sọ nó ngại miền chất mình mọt trăng nâng bà chia luôn anh vì một nô bởi vì con đã khơi hay nơi xuyên tới bây giờ mệnh thì nơi xuyên tới thơ mệnh nâng bàn rộng vòn á thơ mệnh nâng bàn ai bọc cho mùi nâng bà rìa chìa cào này chẳng bàn khơi bà nâng cứ chùm nây xuống anh nhà bọc luôn á vô tới cào tú bà rìa chìa nâng nâng cua bà rìa nâng xảy nâng bây ở bàn bọn xạ nâng bây ở bàn rộng vòn ấy chẳng thấy nó nâng thập hiệp nây chết mà nốt lốt đầy chứ đâu chứ đẹp và cọp đôi kì lấy nó về sự mềm sự mềm sự kê sự ca từ đây mình tê sang mong mình nghe mơ chưa mình nghe mơ băng mình nghe mơ thu thế chặt và thôi chưa nó sự kê sự ca na mọt trăng có bật mềm phần tay về ai chụp chụp bẹ nâng liệp sự ca rạ bon xạ về ai cả bọt mất bẹ chẳng thế về ai tầm bay nâng mình mọt trăng nâng mình cha và bọt luôn cả miền này đỡ chỉ chiêng cặp sọ nâng chân ạ chiêng đạp bậc kè bề chia nó còn để khơi nơi ở xuyên mình ban đó qua cho bà nó gặp ban vô tới tu đạp bề chia nó cô bề nó xây thà tu cũng cùng ban khơi bề chia nông đàn cao sờ nắng tầm pì nẹt đầy một quần bề chia nông cô bề nó xây cứ chặt ao cái tới chặt hay tra ao cái chọn gặp bắt tay mau cào ấy hay chọn sập xây nó hay cao sờ tầm pì nẹt nắng tiết bạn đã ở nơi khả năng cỏng về riêng ở xây nâng ấy tam phần bài chữ bây phần bài chữ bốn hãy ta ao dốc tới cắt chữ buôn con mà nẹo nó hay nơi khẳng thập bông nó cổ nâng hay xùm lạp cháu nơi khẳng thập bông nó cổ nơi bê lại cổng bông bạn đã ở cỏng nông nó cổ về riêng ở xây nâng bây giờ bà rong sát tì khía vụ có nức rời lực miệt ảm đầy đa để bàn tử riêng xa lửa xa nơi cậu nó cố bởi riêng xây nó có thả bên đi cú nâng tử xu tâm năng sọc tục miệt ảm đầy đa tử chụp còn nâng có thơ tâm nào mà nó mới chụp cái bê lại kìa cầm phung để bàn đá miệt ảm đầy đa nâng ai bầy đá bàn khơi cồn bạn thời con có bạn bồ lắng tì khe vụ con xong con cầm khơi cà vê cầm khơi cà clay này chẳng đó nè tì khe vụ con pía mình rụng ngọc đại ca chọn pía tê pía tay tại ngọc rụng ngọc đại ca mình chọn pía này chẳng tới phụ nè bây giờ khe phụ nè chặt bật đá ở bà ông tới nâng xong qua thật bà ông nâng khi khai chỉ cái đấy xa lạp bệnh nâng chú cuột về mà đấy xa rạch bằng đằng ấy sẽ
ក៏មកឃើញកាលវិញក៏មកឃើញកាលខ្លីពីមិនរងាប់ដោយការចងពីពីវារៀនឹងតែងតែស្ងប់រងាប់ដោយការមិនចងពីហ្នឹងក៏នាំគ្នាសើចសប្បាយទៅថាព្រះអង្គនឹងភ័យខ្លាចស្លាប់ឆ្កួតព្រះអង្គក៏បានពោលថាយើងមិនឆ្កួតទេប៉ុន្តែសេចក្តីនេះតើអ្នកប្រាជ្ញទៅអាចថ្លែងបានទៅអាចដោះស្រាយបាន ហើយស្រែកឡើងបីដងមិនស្រែកម្ដងទេស្រែកចឹងហើយទីខេវុប្រំពុរិស័តហ្នឹងក៏មិនបានចូលទៅចំបងច្បល់អីនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរគ្រាន់តែថាបិតាបានឃើញក៏ស្រែកចឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ថាព្រះអង្គភ័យទៅឆ្កួតហើយក៏នាំយកទៅបហាជីវិតនៅខាងត្បូងនគរកាត់ជា 4 កង ព្រះជាក៏4កណាត់ហើយសីក៏4កណាត់ហើយក៏គាត់នៅនឹងអាត្បូងនគរហ្នឹងទៅហើយបានចេញដំណើរមកទុកឲ្យអ្នកយាមខ្លះទៀតហ្នឹងមិនមែនតន់បោះបង់ចោលទេមានអ្នកយាមកន្លែងហ្នឹងទៀតដល់ពេលស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងទីខេវុហ្នឹងក៏បានទៅរស់ស្រាពីក្រុងយកទៅ ក៏បួលពួកអ្នកយាមនឹងឯងឲ្យផឹកស្រាផឹកតែសវឹងដេកអស់ទៅអត់បានព្រះព្រំពុរិស័ទណាទៀនទីខេវុហ្នឹងបានកោះយកសាកសពមេដាបេតានឹងឯងយកមកណាបូជានោះទៀនរោគអស់រោគអីហ្នឹងបូជាឲ្យធ្វើបតិសិនបតិសិន ក្នុងការនោះព្រះរាជាឃើញទៀនព្រះរាជានឹងពុទ្ធវិរណសីឡើងទៅលើវិមានប្រាសាទខ្ពស់បំផុតមើលមកកន្លែងហ្នឹងឃើញភ្លើងឃើញអីប៉ុន្តែមិនដឹងមុខមាត់មិនដឹងអីទេតែគ្រាន់តែឃើញមានមនុស្សណាដើរបតិសិនហើយគាត់នឹងឃើញថាគង់នឹងជាពពួកញាតិអីមិនខានហើយបរោះនេះនឹងធ្វើឲ្យអញវិនាសថ្ងៃណាមិនខានឡើយ អ្នកដទៃបានដឹងហើយមិនក៏មិនប្រាប់យើងเนาะគិតចឹងគិតថាមានអ្នកដទៃដឹងជាមិនខានទេប៉ុន្តែមានគេមិនប្រាប់រឿងញាតិដែលនៅសល់ហ្នឹងទីខេវុបរំពុរិស័ទក៏បានយំរៀនចេញទៅពីកន្លែងដូចជាស្រប់នឹងទៅយំអស់ចិត្តអស់ចង់នឹកទៅលឹកពុកម្ដាយណា ទូទៅក៏បានជូតទឹកភ្នែកអីស្អាតបាតស្រួលបួលធម្មតាចូលទៅកាន់រោងតម្រៃរបស់ព្រះរាជានឹងឯងបានធ្វើសភាពទន់ភ្លន់គួរសមឲ្យគេអាណិតក៏សុំនៅជាមួយនឹងមកតម្រៃហើយសុំរៀនសិលសាស្ត្រផ្សេងៗចឹងទៅមានពេលឱកាសក៏បានដេញពិនហើយនឹងស្រែកឆ្រៀង ដេញពិនស្រែកឈៀងសំឡេងពីរោះដល់សំឡេងពីរោះអញ្ចឹងឮដល់ព្រះជាព្រះជាសួរទៅថាអ្នកណាក៏ឈៀងពីរោះដេញពិនតិចបរោះក៏ក្រាបទូលថាបើពិតព្រះអង្គគឺកូនសិស្សរបស់មរតម្រៃដែលបានដេញពិនស្រែកឈៀងហ្នឹងអញ្ចឹងចូលបង្ហាញនៅមេដឹកនោះឲ្យយើងបានឃើញមកអញ្ចឹងទៅក៏បានទៅនាំ ទីខេវុកុមារនឹងមកព្រះជាក៏បង្កប់ឲ្យទីខេវុកុមារច្រៀងនឹងដេញពិនព្រះបរមពុរិស័ទពេលហ្នឹងចង់បាននៅចិត្តដិតនឹងព្រះជាក៏ច្រៀងធ្វើឲ្យសំឡេងនឹងពីរោះក្រៃលែងដេញពិននឹងធ្វើឲ្យព្រះជាពេញព្រះហត្ថប្តីក៏ថាអញ្ចឹងមេនុកឯងនៅជាមួយយើងចុះក៏បាន នៅបម្រើព្រះជានឹងឯងដោយការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិព្រះជាមិនដែលឃើញទីខេវុបានផ្ទុំអីយ៉ាងណាទេពីព្រោះទីខេវុនឹងឯងតែងតែមានការផ្ទុំសម្រាកណាទៀតក្រោយព្រះជាហើយក្រោកឡើងមុនព្រះជាឧបត្ថាបម្រើព្រះជាធ្វើឲ្យព្រះជាទុកបតីរហូតដល់ ត្រាស់ឲ្យទីខេវុនឹងឯងជាជន់ចិត្តស្និទ្ធនឹងព្រះអង្គនៅពេលមួយព្រះជា
miền bẩm nong từ hợp biệt pre năng đành mà đặt chạm mà đặt cái chẳng tới có áo ấy ti khê vụ nâng tìm rật tài xe tìm nữ rìa chờ ruột ná ấy thôi đầm ná tới con tóc cả tới chờ mùi ti khê vụ thôi đầm ná tới dàng lươn thôi ở bay lâu chờ mùi con tóc cả tới lâu xên tới chẳng tới rìa chia nữ tè chờ mùi nâng ti khê vụ rìa phà đồng phô rì sạp nâng thầy đọc về chấm bề chia tha dân ở cầm lăng á à, mình liền miền nông trường để chọc xâm đạt sân tới bề bầm bồi sát có tự tu bề chia bên chia có chọc tới có tới ông quỳ bên nên được làm lục chờ muối bề chia có chọc từ tam cào tới có tôm cào phứ bề bầm bồi sát nè tôm cào phứ bề bầm bồi sát rồi lựa lựa tới bệ rồng bồ đề sát có vị cha rồi na khơi thả bệ chia đi hai chia bệ cha mệt sầm lập miệt đà bệ đà đã bao dương bệ ni chia bệ được dương trời sòng sập có đó bậc khăn bệ chia năng lắng lơ là đầm bay năng cắt bậc say sạ bệ chia nó còn nức khơi đò ao và bệnh đâm rồi bỏ bệ đà và bán sụa bậc khăn từ mình mà sự tu nực hơn thì đó nực hơn thì chỉ phải để chia sầm lấp người ta bị đã đọt và khăn đang tiệt nực hơn ở và trở bờ bảy đa bận đam nữa thập pì mình rụng ngập đại ca tròn pì nó thế nằng cầm khơi cà về cầm khơi cà khay rồi chẳng tới có tục và khăn đang trở về đó là lớp ti bảy à bảy đó tục và khăn trở về nhân bề chia sắp tới tục và khăn nâng từ vinh đó là lớp đi bảy à bảy đó tục và khăn từ vinh nâng bề chia sắp tới nhẹ cao phẳng cái ti ấy ti khê vụ su thang giang mấy bọn giang mấy bạn chia sờ slom đấy ý dừng vô sắp ở cọ nè dừng vô sắp hơi côn bề chia nông đàn cò sờ nâng ấy màu nè bầm non nâng bà hai dương tề nâng bề rong bồ đề sắt có chắc sừng cắt các ba bề chia nâng bà đài hai dương nâng hai tì khê vụ chỉ cầu nữa bò tì khi tệ cầu sỏi nâng đại bảo ông ban sầm lạp miệt đa bệnh đa bảo tu bằng cung tề tề nấy cứ thả chỉ bê để tu bằng cung ai son sắp ba này bán bề chia nâng ấy có ăn tới sông khăm tu tì khê vụ sông khăm tu bồ bịa ông vò co tràn giang á nâng nâng đại miên sầm đáy nơi khăn ông vì này bày tỏ nó chứ nơi khăn ông khó tất cả ni cái chia đỏ bàn chỉ cả ni bạt nâng khó tất cả ni cái chia đỏ nó chứ bàn chỉ cả ni bạt nâng miên sầm đáy nhầm pi bề rồi bỏ bề và đồng bồ đề sát nâng à, bàn xua thảm và ông để ai miên phải chuyên bàn nè, của tam tết tu bằng cung tre sầm lạp và ông á, bắt đặt phải chuyên bạt ở hai, vận tài tu bằng cung minh sầm lạp lai, hay ta và ông trường triệt thế, ta và ông để ai miên phải chuyên bàn đi để xài, để chia ập đăng thả. Mình đang chỉ thả dương ai như ruột bà nâng đời xa ấy bờ rương ấy tam tích về trời tới xa lạp nâng ấy thì bờ tì khề vụ nâng chỉ côn rồi bò bởi chỉ tì khi tệ nông đàn cao xoay để dương bàn và hai chỉ vật đang bị nẻm được chứ nếu cứ thả thăm ở đá côn trời tới xoay sắp nâng ấy là mũi đầm bây rịa xâm bạc nâng khổ rương to tự phòng bán bệ bà rong bô đi xa tra thả đại bảo ông miền bình chuyên đi nó mình mê đời xa trap sầm bát đấy mình mê đời xa trap sầm bát rứa cả đời xa càng vò vò bảo ông đi thế cứ đời xa sắc giờ đẹp cam rồi bảo tu bằng cấm hơi nâng bịa chia sự phê sệt cứ bịa chia sự phê sệt để bày đa rồi bảo tu bằng cấm ban say bạc đâm môn pê và hai chỉ vết nữa bởi công thể đói sắc giờ đẹp cam bảo tu bằng cấm
hay nâng bịa chia sổ phía sất bằng năm rồi bó bây đa rồi bó tu vâng cung nó rồi chia mình ảnh miên về chuôn bàn lại nâng ní chia bịa lõ nó để dừng chăm complex hay trừ rồi lực rưỡi rưỡi ở khơi thảm khamiên trọc xâm bắp na mùi ai tầm bấy màu luông lôm sẵn đa này chật rồi bó dương cầm ơi và con mì cha nhiệt nhôm đi ấy sầm lạp sát cầm ai phơi ở tiền tiền cầm ai vừa vượt khóc nông cam cứ mình ai miên sầm bắt nông lôm đi màu luông lôm rứ cỏ mà phơi giang ná đầm bay ao cả na con mì cha chỉ niệm miên sạt thia chỉ niệm miên sài ban đấy nó nằm bàn tay tay con cha nhiệt nhôm bong ôn mình sầm lạp sát sầm bay tới sầm mau rứ sầm bay tới mu nó đòi sải đời xa sạch chỉ đặt cam nâng ai miền cái nét sạch chỉ đặt cam nâng bàn cả đá ấy sạch chỉ đặt cam để cả đang đời xa ấy đời xa bịa chi sụp hiền sát cứ ao ba tập ba tre sema sam put để dân bàn sắp đáp rưỡi rưỡi dân sắc xa rưỡi rưỡi chấm ra ơn sạch thi chấm ra ơn bon cả sao miền sạch chỉ đặt cam nè để thưa ấy put bỏ đi sạp dơi nâng ruồi ẩm pi tô dạng ngôn nhé nông sang xa rồi vật nè bởi dương công tệ miên sự thi công tệ miên soi chỉ đặt cắm tờ dương nâng trời miên tô còn nào tệ không mặt ngay tờ dương trời sầm lạp sạt bầm màn để dương ở miên cất bị riêng bào xong để ai sầm lạp sạt bàn cho ra nhé nông mười tháng ngày hay nâng phổ biết tôi chỉ đặt ở cọ bên nhà bên đấy sân thất sân thọp nữa nâng cứ sùng bay miên trọc sầm bát cho ra cả đời chia mà ha sẽ thấy mà ha niệm miên giang na cả đời mình miên đời xa miên trọc sầm bát thấy ai bia cha nơi ẩm pơ ở cọ sai mòn bàn thế cứ mình ai chọc phơ ba đời xa miên trọc sầm bát miên liệp miên vô thế để chọc phơ ba đời xa ấy đời xa chưa đẹp la chưa là lời sao chỉ đẹp cam hơi nâng ban sắc xa ban từ tua cho nơi ẩu van đây chỉ là bỏ sập vào đó miền bia sơn mà sam bột chè đàm khơi ẩu van nó miền tầm lấy thế để ai thưa ở dương ruồi chấm pi ba bậc cấm để ai thưa ở dương nó ruồi chấm pi cột nạ đỏ thông thế cột ní mình ai sau tập chạy tập sột muôn rồng đọc ruột bàn thế cứ toàn tế sách chỉ đẹp cam hay những prang prang tự tu vô nơi ở vạt là bóc rồi ông bệ sema sam put nữa thế nằm toàn tế prang prang tự tu vô nơi ở vạt tự thua nằm tự ai tự bay rồng đọc ruột về nơi miền được lai thế chặt ba chặt đẹp và co tự đau kỳ lệ nằm về nơi miền được lai thế mình toàn oi nè mình toàn chỉ bệ ra hoan này nè còn tế ai rụng đọc cửa nâng bàn nâng đời xa cá chỉ dìm bạc đi bạc nơi cửa xa là thua đòi xì cái mình bảo màn nâng bị rồi bọc rê bà rộng bồ rì sát nâng tha bảo ông để ai cùng bị chuôn bàn vì đời xa sạch chỉ đẹp cắm hay nâng bị chia sập hiệt sật nâng bê nâng bị chia nâng có bàn để ông vô bà rộng bồ rì sát cầm ai bà ha chỉ vết nâng bề bề ông Bodhisat các bạn trai thao mình nên bề ông thế để trở về hai chỉ vật nó tu bằng cung thế để trở về hai chỉ vật trai chăng mình chia thà của tu bằng cung nữa cứ chia bớt rồi bớt tí khi tệ cào sò mình chăng cứ chia bộc quá để bề ông trở về hai chỉ vật hay tí kia vụ của mẹ nó bôi từ lo từ chăng với nhá nàng bán tri chia tra thả bà nè bàn ao chỉ việc dân hơi rừng ấy để dân tây sầm lạp nè nốt dân có ao chỉ việc từ bà nè đài rồi hốt đó từ chập tay khné sọt mình biết biến khné từ bình từ màu nàng đôi thả bằng chân nè cho tìm nơi rồi tay cho nàng dân về từ lập từ bình để bà rong bồ thì sát có gặp tu thả nhầm bọn bán tìm rồi hai bán rồi tới cọc bán dường về chia về tập lập cái căn độc cô về chia cọc bán phải chung ah phụ này mơn một mình trầy nó thế bán phải chung ah này mơn một mình trầy năng chân tới nè có bán tra su thả nè từng ah kia bờ sân chỉ khơi ti khê vụ đại chỉ câu rồi bao
bát tí khi tệ cao so nó ta nè tương lai thôi dàng mấy có nóm nè chlai ta nè khla chlai ta chặt chương nè khla ta trớ cắt đầy nè khla ta trớ cắt chương chương chẳng đầy nè khla ta trớ cắt lật đi chìa nè khla ta trớ cắt thật trớ cắt chìa mô nè khla ta trớ cắt chương tì chìa chìa mô nè khla ta trớ cắt cò bán bà chìa trả thả tí khê vụ mình cứ bà cô ná cứ chìa bà cô này ai mà về nâng tí khê vụ nâng còn nơi khá bài bà ông nâng nâng nẹ rằng lái mình trở biệt biến tí khê vụ của mà này lời vì bà tí khê vụ này ai để bán áo chì vật dương hay dương có bán áo chì vật tới tí khê vụ nó hay nâng rồi tới có bán bà cô nơi đàn cao sở tiền khen tiền trình rộp tiền bồi bề nạ sập rộp áo tì khe vụ nâng ánh cực rộng xài rết thêm tiền áo con xây rồi bạc luôn mùi điệt thỏ thì đá là thế nâng rồi tới nơi khăn ông bệ thô đại miên xâm đai như rương nâng tràn á bàn tình trịa thật cao máu tì khe vụ nâng bàn cực rộng tiền đàn cà xây tiền đàn cao sở nâng nâng để ọt bì bà rìa chìa khăn ông mẹ cô bà rìa nà xây tài nông nơi khăn ông sẽ kể đây nế bà rìa chìa nơi khăn ông mẹ cô bà rìa nà xây nơi bê lê bè chung bụ nè mơn mộc mần trây nông tỏ bàn tra xu ở tàu ti khê vụ của mà xu ở thà mà nê ti khê vụ ta nè bàn đăng tịa chìa sở phía sất để bày đa rồi bọn nè bàn phát đâm nè bê để môn nâng bà hai chỉ biết nữa ta bê nó miên sự đầy dàng nè bàn chỉ để ai ai chỉ biết chuyện bàn nhưng chồng sẽ đáp nè chồng đăng nè vì bố bê bà đông bố đi sát bình chìa thật đôi bê chìa sự phê sát rồi bọn bày đa bàn chỉ có ông miên bị chốn nè nhưng chồng đăng nè ta bê nè miên sự đầy dàng nè thứ bàn chỉ hiên ai chỉ biết nè nâng mình mê nằm mạ là môn thế để bê nè thì bố về chia ban tập viện nhung miền dịch đây giang na thứ ban chỉ hiên ao gì vật đó nằng mình mê là mạ là môn thế để viện nhung thì bố về chia ban sầm lấp miệt đa bảy đa ấy sập để thả ai ao gì vật ban nó cứ tập viện nó miền tầm lấy thay à ban về bà đông phôi sanh nó ban tra tha nó ban tra chay tha và bảy đa tu bằng cung bàn tra thả cầm ao khơi cao về nhau cứ cầm ao miên ca tròn pi ní hay cứ thả pi về đây đi về chỉ cao về cầm ao vô cao pe về lia để tròn pi về đây này kia để về ngay đi anh cầm ao sầm quan khơi nở cao về nhưng anh tha chỉ sầm khăm nó nát cầm ao phổ biết từ tam pi về đi cầm ao khơi cao về nhưng cầm ao vô pi về đi đây phổ biết từ cái nông pe về lia đầu du luôn nâng anh chia sầm khăn trong nâng anh đời ta cầm ao khơi cao về nhau cầm ao khơi cao về cứ cầm ao vô pe về lia để chọn pi về đi đây phổ biết từ cái nông cao pe về lia đầu về nâng chia riêng sầm khăn sầm ráp ca phổ biết tại để bắt rồi bắt luôn cầm ao khơi ca pe về lia để chọn pi về lia nâng nát chỉ riêng sầm khăn cầm ao phổ biết từ tam ca pe về lia đầu về nâng ấy đây tha cầm ao khơi ca lấy cứ khi nông sực ở đây để bay đa tu bằng cung nâng bắt đâm thả cầm ao khơi ca lấy nốt cứ tha cầm ao bay mất khi nông pe về lia lấy cứ cầm ao khơi pe về lia lấy ni ấy hỡi trở bay mất trăng cả lấy nè cứ chia sẻ cái đây để tu bằng cung ban chỉ sầm lăng ban chỉ mất chỉ mũi nâng bờ ống có mọi khơi ca pê về lia để trở bay chạm mất nòng pê về lia clay bình tịch bình tươi nâng đời chia bình đam tha cầm ao khơi ca clay cứ ban sự đây thà cầm ao bay mất nòng pê về lia đọc clay ai trăm pê đây thà pê về lia mình ngóc rồng ngóc để ca chọn pê
cứ bờ tu bằng công ban sầm lấp rồi ông tới nẹt đầy chỉ nhiệt rứ nẹt đầy rập an vào ông nữa nâng tam sầm lấp tu bằng công mình hãy nẹt đầy sờ lạnh tu bằng công nữa nâng rập an tu bằng công hãy nâng tam sầm lấp nẹt đầy sầm lấp tu bằng công nữa được chưa nè pi về đây ní mình ai ngọc rồng ngọc từ bàn này bàn tay trăng để pi bây đa tu bằng công bà đam thả pi về đây nâng ngọc rồng ngọc từ đời ca mình chọn pi cứ tu bằng công mình ban sầm lập rồi online ca đây mình ban sầm lập rồi online bàn ơi chỉ biết và ông có ban ơi chỉ biết tu bằng công với thấy con mình miến pi về đây nâng khnề to từ đời chân ấy pi về đây ní ai ngọc rồng ngọc từ bán đời xa ca mình chọn pi đời chân này bề chia pin bát tì na thà bề chỉ có má nơi khmer về hơi chạp chưa vô nơi gì đây đòi chưa được chưa được dạng ban nâng sơ sơ hơi có bán rìp chầm áp sai hơi thưa chỉ bật bớt xa bật sọn xa bàn lời thịt đà ở ấy đến thế nè cá ngập rồi ngập nơi pi bề đi bàn tờ ông trung tra ở đó bị khọt đằng lái thà nếu bị khọt đằng lái sơn bay tệ ti khê vụ của ma nâng để bởi chia khăn ông đồ cua bởi riêng là xây sầm lắp miệt đa bảy đa trời cắt chữ ân cắt chữ buôn cầm nắp cắt chữ buôn con dạng na cả đời tế ti khê vụ của ma nó anh ác đầm bay nâng mình chong pi về riêng ai phơ nở ca prôm priêng khăn chữ mũi nâng bởi chia để chia phải cha mất nó ai mau chỉ mất hai thêm tiếng miền ca của Phật tử nơi khả năng phiếp chất đất chỉ tìm phát đòi bàn rùm rùa nơi chỉ mùi nâng thị đa rồi bỏ về chia khả năng nơi cô về đây là xây nó tiệt phong cho hết ấy bàn chỉ nệ tầng lái để bàn mọc buộc nông xâm nạc sát sát chỉ mùi khả ní miền tật tha cướp chỉ bày đa rùm khả ní hay mình sẽ đáp tật tha cướp đại nẹt từng lái mình ban về giúp khnề tê mình ban sầm lấp khnề tê mình ban và praha khnề từ vinh từ mau phong tê hết ở vậy có mình rụng ngóc nửa pi về đây nâng ban nâng tôi tới ban praong trung tra sầm đại nơi prakiet tha nơi khnông prakiet tha thom một vọt nữa chứ đại miên sĩ cái đây tha phạ rê chạ nẹ vì chìa nằm tệ chìa đa âm để thả phụ chôn đất tí phụ chôn đất tí ní cứ cài gồm phi bẩn đất ná chứ phụ chôn đất tí nấm cứ cài gồm phi bẩn đất nấm bàn chìa nẹ mình đăng bàn chìa nẹ mình đăng phạ rê chạ nẹ vì chìa nằm tệ nấm chìa nẹ mình bàn đăng chạ ba mình bàn khơi chạ ba nấm cứ mình đăng thả phụ dương đi anh cũng phung tệ trút trôm nơi khăn ông tầm đa chùm nông xoan ni mình bàn đăng thế vì dạ mê thạ dạ mê mẹ xê nó ở đăng thả phụ dương nó cũng phung tệ tầm đa tự đua cho tệ chết xùm nạ này mắt chì riêng phụ bật tự rốt sức đây vì nét nông tầm đa chùm nông xoan ni lai dạ chạ tập thạ vì chìa nằm tệ chùm này nhạc bài bình đất ấy ná để bàn đăng chứ bắt nơi sức đây nha đừng cho ba thả tham ái anh nâng cổng cung tể miền ca chô tư chết mọt mà chỉ riêng miền ca vô bật tư đại ca vì nhé bắt bóng nữ khăn bàn dưới cả ní áp tập hiệp ní bần đất nâng bàn băng sạch đầy ní nó tiến vọng dầm đáy dây chọa tập thả vị chia nam tệ nữ nâng một cô lệ ná cứ dầm đáy dỗ bần đất để bàn băng cho ba nơi sạch đầy ní cứ chỉnh nế ai vừa nơi chùm luộc chùm luộc to tên nâng ấy ai ngọp rồi ngọp được bàn tạ tàu sàm mắn tệ mế thiện kỳ nè nâng tạ tàu sàm mắn tệ mế thiện kỳ cứ ta chỉ nhẹ vừa ai chùm luộc chùm luộc và cài to tên nâng ngọp rồi ngọp tới khăn ông tình đào nơi chùm nông xoăn luộc nâng bảo ông trung ta sàm đánh chay chứ chay bảo cửa bia nâng bình đất á bảo cửa bia nâng ấy cứ ta mình ban đăng cho ba nơi sẽ cái đây để thả luôn anh cùng cung để tập đạp tập đua cứ đầm na nơi chỉ vật nên có bộc rất tới chết cái đây slap
hay có cầm phong để bằng con nơi vì nè sẽ cầm để thưa ở trong bay bạc kia để xa để luôn ấy nằng mình bàn khơi nơi tô cùng hoa hồ bọc luôn để cầm phong để bật tự tế nằng chỉ nè để bắt băng nơi sạch tệ cứ chỉ nè là ngon khai bằng tay thưa rực bì hạ đôi chỉ luôn ấy chạy đăng sầm bao mà mình sẽ đạp nơi ở và tu miền rồi bọc để ăn nó sầm coi để luôn ấy chỉ nè chạy đăng sầm bao mà nằng chăng bàn tay chấm nay bọc qua lại ná để bàn đăng sực đây nè đăng thật luôn anh cầm phong để trượt trôm tới mình ai chấm bay bàn nơi vây vây chia rồi bọc luôn thế vì pro áp tập hiệp nè có trời vì nè tới tới nâng trời bàn ở vây nông lộc nè chia rồi bọc luôn cả na bờ che trời sầm co tham nè chia bọc anh nu chia bọc anh khmer ở vây cây tới bị riêng ca chanh bao tăng chỉ khăn đi, rứ cơ thả chân bao chất vì nhiên để bà có chân để rìa kia để bà nâng thế tạm bất việc miền ấy chỉ sầm khăn nông chỉ vật ni lai nâng chẳng để đọc sài bà nhà hà nông chỉ vật đòi lộp hẹ tôi xạ mô hạ đòi cai tôi chỉ đất vệ chay tôi chỉ đất đòi mà nô tôi chỉ đất ấy nâng chẳng nà cả để đọc sài mình chăm bà phục này bà nhà hà bà ca để khóa bà nhà thế nó miền tới ca bà bà tư nơi không xịt đây bình nè mình bàn chụp vật tia nơi xịt đây ngọc rồng ngọc lại phần té nẹp trai ái rồng ngọc bàn nơi chùm luo luo tọt tiền thưa cả vì việt tọt tiền nếu ở ngọc rồng ngọc được bàn không cần cần đa lấy chùm nôm sáng trong phòng ông trung sầm đây sự phê về thua nâng anh ở khơi chấp ba hàm pí ca của phật tử này pê là thua hay nâng ca của phật tử này bình đất là thua nữa chẳng tới thôi ơi vì khâu ban sẽ đáp vô thì cái đây nâng đến vì khâu để chuột to tiền kia nâng được cô cao sầm pí nâng ngắn sẽ đáp tới vô thì cái đây ban sầm rạch miệng phò đấy nâng nơi này vật chế tập quần nâng ban sầm rạch miệng phò chắc tăng vì sao ta bắt được phò làng tử nó đến nơi nơi không về nâng ni cư chỉ riêng đó nữa để bàn đăng nơi tô cùng học năng cả na quân cha nhiệt nhôm bằng phơn sông triệt cho rương chùm này đăng đọc quân quốc nông chỉ vết được bao giờ ní nữa cứ nơi trăng cái lại nà cứ nơi trăng để bàn đăng thả luôn ai miền cùng học năng chạm cùng phật nữa tiền đó năng hơi năng đăng mà giang tiết giang sầm khăm thả luôn ai để miền kỳ lấy pro nơi lòng ngon cả na bờ đăng giang đi hơi năng chia diêm cái nơi cầm học nước đời ca của Phật là ở của Phật trầm trở hai nước chi chiếm xoay nhiều sạch xa điểm tốt đầm bấy cầm chặt bóng nếu sẽ cái đây là ngon nước pro để nơi miền kỳ lấy pro là ngon nên trời tại chơi đẹp cho ba hành chân bờ ở là ngon hết miền kỳ lấy lục hệ từ sạ một hạ cương sài mòn thế nơi là ngon ban về miền kỳ lấy được chưa đấy đầm bấy cầm chặt bóng nơi phết là ngon là nhất trời từ xoay đâu phần lư Phật tiếp cử bằng nhã đầm bấy trôi bằng lư nơi sẽ đầy bết cầm chặt bóng nơi ca là ngon nước hay nâng cầm chặt bóng nơi tô cầm hót cầm ơi miền ca của Phật to từ một tiệp nó tên đó sôm ạ nó một tên đi